năm 64, căn bệnh đau cuộc sống thì cũng đã hơn mười mấy năm rồi. Thì căn bệnh của em cũng đã có đi chữa trị bác sĩ bên bên Tây y, rồi cũng chỉ cho thuốc uống và cũng có những phương pháp luyện tập. Ngoài ra cũng có châm cứu qua, thế nhưng mà cũng chỉ châm cứu nó chỉ giảm một thời gian, sau đó thì thời gian sau thì nó lại trở lại vị trí ban đầu. Đâm ra là trong tình trạng bệnh là nó luôn luôn cuộc sống thì nó bị vẹo, đâm ra nó luôn luôn đau, đâm ra đi lại cũng tương đối khó khăn. Đâm ra là hôm nay biết được cái khóa thuộc khóa học tập bấm huyệt tại đây thì em cũng lên để cùng nhờ thầy và các đạo huynh cũng chỉ cho cái phương pháp để luyện tập làm sao để có thể cải thiện được cái cuộc sống cho nó được thẳng lại và nó có thể đi lại nó dễ dàng hơn. Cảm ơn thầy. Anh cứ để quyền đó. Bác sĩ chẩn đoán anh là gì? Dạ, bác sĩ chẩn đoán là bị vô hóa cuộc sống và bị viêm viêm nó bị gọi là gai đốt cuộc sống á, gai đốt cuộc sống và bị vẹo. Thì nãy mình thấy á, là khi mà bị mà thối quá cuộc sống á, sẽ dẫn đến cái gai cuộc sống. Anh thử là cái trường hợp anh này anh phải trộm đá tích cực mới được. Có nghĩa là anh dùng phải là 3 cặp đá, 2 cặp đá ở vùng vùng gan, 1 cặp đá ở vùng cổ và 1 cặp đá vùng lưng. Tại nó bị toàn bộ cuộc sống ra đi cứng ngắc phải không? Thì bây giờ chúng ta có chữa là chúng ta chỉ chữa là theo nguyên tắc là tạm ổn thôi. Chứ còn là chữa mà gọi là tích cực á, vẫn phải là trộm đá nóng. Chắc có lẽ nhờ cái trường hợp này nhờ anh Thái giúp dùm làm lại một lần nữa, nãy anh làm rồi ha. Nhưng mà để cho anh Thái làm lần nữa cái cổ là cho tôi thấy cổ anh còn cứng. Đi rồi thầy. Rồi đi. Rồi, xong anh đứng lại. Đứng lại. Rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống coi chừng nào. Ngồi nữa có được không? Rồi. Rồi đứng lên, ngồi xuống đứng lên, ngồi xuống đứng lên. Rồi. Rồi, được rồi. Rồi được rồi. Rồi anh lại đây. Rồi, anh qua thì bây giờ mình đã biết. Thấy không? Một chân dài đang thấp thấy không? Mắt cá cũng vậy. Đó. Rồi ok. Rồi ok. Rồi bây giờ anh xích ra sao chút. Và nằm thẳng xuống luôn, nằm trên lưng, nằm xuống, đó, nằm xuống, rồi nằm xuống. Thì bây giờ cái độ hơn, độ trên là nó rõ hơn là để cái cột sống mình nó thẳng rồi. Đó, thì nó không, cái nặng này đây, coi thấy không, nó khác liền, đó. Nó ít hơn nãy chút, nó cũng, thấy không, rồi. Cái gót chân hả thầy? Cái gót chân, cái mắt cá, này nọ. Rồi, đầu gối cũng vậy luôn, nếu mình kéo lên mình thấy. Cái này, nó xuống cái này ở trên, hai cái đầu gối mình thấy rất là rõ. Đó, 3 điểm để mình kiểm. Như vậy biết rồi. Mắt cá. Hai cái gót chân. Đây nè, anh thấy không? Hai cái gót chân. Đây. Thì thầy cũng nói dùng cái này ha. Để ngay cái gì. Thì mình phải nói trước cái người kia có thể đau một chút. Thở, mình lấy oxygen, anh thở mà. Đó. Cái cá này. Thở. Vừa nhấn vừa đẩy lên. Cái này thì dùng sức một chút ha. Nếu đau là trị bệnh mà. Đau này đâu bằng cái đau. Nhưng mà đau và sướng. Ở đây khi buông ra thì nó thì cũng như chị quên tên là cái gì. Phải ra những thời gian mình làm. Thấy thời gian làm thấy không? Không có làm lẹ. Không có phải là cái này làm nhiều lần rất được. Chưa ấy cái tam tinh ở đằng sau hả bác? Thấy thì chưa. Thở ra, đó. Cái tự mình đưa xuống nắp của thở cho thích vào, thở ra, thì tốt á, thở ra, đó, 5 lần vậy đủ rồi, đó, cái là lần thứ 5. Đang vấn đề ha, đây, thẳng vô, thả lỏng nha, cẳng anh lên. Quay lại. Phan. Đứng đó. Bây giờ anh ngồi xuống coi. Ngồi xuống, đứng dậy. Ngồi xuống, đứng dậy. Rồi bây giờ anh phát biểu coi sao. Cảm giác như thế nào? Nhẹ nhàng hơn cổ. Hả? Cổ là cảm thấy nhẹ hơn. Nhẹ hơn hơn. Cổ cũng lưng. Lưng cũng. Rồi đứng ngồi xuống thấy như thế nào? Ngồi xuống nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn ha. Cơ nó cũng căng. Rồi. Rồi, vỗ tràn tất pháo tay.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.